Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu phối hợp với Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức bảo vệ thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A từ km 425 900 đến km 436 800 qua 674 xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn đi qua Nghệ An có tổng chiều dài 73,8 km. Đến nay, các địa phương mới giải phóng bàn giao mặt bằng được 57,4 km, đạt 77,7%. Hiện nay, một số hộ dân ở xóm 14 xã Diễn An, huyện Diễn Châu không đồng ý với phương án đền bù nên đã cản trở đơn vị thi công. Để đảm bảo tiến độ của dự án theo kế hoạch đặt ra là đến ngày 30 tháng 3 năm 2014 hoàn thành và bàn giao tuyến, Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Diễn An phối hợp với các đoàn thể, lực lượng xung kích tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương pháp luật của nhà nước, tiến hành nhiều cuộc họp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho dự án. Nhưng việc giải phóng mặt bằng vẫn khó khăn vướng mắc. Do đoạn đường thi công chạy dọc theo quốc lộ 1, mặt đường hẹp, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, nên công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công được đặc biệt coi trọng. Một số đối tượng quá khích cản trở đơn vị thi công, chống người thi hành công vụ đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để xử lý theo pháp luật. Công tác bảo vệ nhà thầu thi công diễn ra tuyệt đối an toàn, đảm bảo kế hoạch đề ra.